Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế vừa ra mắt các ứng dụng khai báo y tế toàn dân nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Với một chiếc điện thoại thông minh, việc khai báo y tế được tiến hành rất nhanh gọn, chỉ trong vòng 5 bước. Bước 1, tìm app. Bấm vào biểu tượng CH Play trên điện thoại Android, gõ trên ô tìm kiếm từ khóa Sức khỏe Việt Nam. Bước 2, cài đặt. Bấm vào app Sức khỏe Việt Nam, cài đặt app và đợi vài giây. Bước 3, cập nhật tờ khai. Mở cài đặt. Bấm vào dòng cập nhật tờ khai y tế ở đầu giao diện. Bước 4, nhận mạng OTP. Nhập số điện thoại của bạn, sau đó bấm nhận mạng OTP, điền mạng OTP được gửi về trong tin nhắn điện thoại. Bước 5, khai thông tin. Trên giao diện mẫu khai y tế nhập cảnh và khai y tế toàn dân, các mẫu khai báo yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân cùng các thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe, đối tượng và phạm vi tiếp xúc. Đừng quên gõ mã bảo mật ở phần cuối, sau đó bấm gõ tờ khai. Lưu ý, mẫu thông tin khai báo toàn dân là động thái quyết liệt của chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, việc khai báo thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.